quý. Nhân dịp 25 năm thành lập Tổng Công ty Bến Thành, cho phép tôi được thay mặt Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị lãnh đạo, cơ quan trung ương, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, các sở ban ngành thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các tỉnh thành, nơi tổng công ty và các doanh nghiệp tham gia đầu tư và hợp tác, cùng các địa phương trong cả nước đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp cho tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững. Trân trọng cảm ơn và ghi nhận công lao của đội ngũ quản trị, tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong toàn hệ thống tổng ty, những người đã luôn dành trọng tâm huyết và lòng nhiệt tình của mình trong suốt quá trình để xây dựng doanh nghiệp ngày một phát triển bền vững. Thành công của Bến Thành Group ngày hôm nay là thành quả lao động của nhiều thế hệ, nó được tạo nên bởi sự kết nối hiệp lực của các doanh nghiệp thành viên trong toàn hệ thống để hợp thành một khối thống nhất và bền vững. Đó là tinh thần trách nhiệm, đó là sự quyết tâm không mệt mỏi của các thế hệ lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn hệ thống để góp sức tạo nên những giá trị cốt lõi của Bến Thành Group như ngày hôm nay. Quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho Tổng Công ty Bến Thành trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.